Chuẩn bị thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với 19 tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo việc cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo cuộc sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Mới đây, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh phía Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định mới chỉ tiến hành giãn cách xã hội vài ngày của riêng thành phố Hồ Chí Minh mà tình hình cung ứng hàng hóa đã rất nghiêm trọng, có hiện tượng đứt gãy chuỗi lao động sản xuất nên xuất hiện việc thiếu hụt một số mặt hàng. Do đó, chuẩn bị áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở 19 tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, nếu không có biện pháp cụ thể thì rất có nguy cơ. Cần phải rà soát lại các biện pháp cung ứng hàng hóa cho người dân. Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh Trương Văn Ba cho rằng khi mở lại các chợ truyền thống phải kết nối được các nhà cung cấp để cung ứng đủ hàng hóa mới ngăn chặn được tình trạng tăng giá. Do đó, ông đề nghị Bộ Tài chính điều tra các vụ nâng giá không hợp lý, kiến nghị Sở Công Thương thành phố cần có đủ nguồn hàng, tạo mọi điều kiện ưu tiên trong vận chuyển. Với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, tỉnh đã chủ động trong việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Tuy nhiên, tỉnh không tự cung ứng được gia vị, rau xanh và việc vận chuyển gặp khó khăn nên đã xảy ra thiếu cục bộ, đề nghị Bộ hỗ trợ việc cung ứng các mặt hàng này. Việc mở lại chợ truyền thống là rất cần thiết, tuy nhiên, đề nghị Bộ cho những tiêu chí để vận hành bài bản. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, cơ bản hàng hóa hay việc vận chuyển lưu thông hàng hóa cũng như việc kiểm tra kiểm soát thị trường đang được tỉnh kiểm soát tốt. Tỉnh cũng lên danh sách các doanh nghiệp sản xuất và phân phối hàng thiết yếu và thông báo cho các tỉnh bạn để tiện việc kết nối. Còn tại tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, theo báo cáo của các tỉnh, đã chủ động chuẩn bị tốt nguồn hàng, phương thức vận chuyển và phân phối hàng hóa. Một số tỉnh cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ thêm vaccine cho lực lượng công thương. Qua kiến nghị của các địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, hiện nay cùng lúc phải tiến hành nhiều trạng thái, có thể chuẩn bị chuyển trạng thái từ thị trường tự điều tiết có vai trò của nhà nước đến nhà nước tham gia vào vai trò điều phối thị trường nếu kịch bản cung ứng hàng hóa khó khăn hơn nữa. Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang diễn biến rất phức tạp và có thể diễn biến phức tạp hơn trong vài ngày tới, nên việc cung ứng hàng hóa cho đời sống người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam là vấn đề hết sức khó khăn. Vì vậy, Ban chỉ đạo Trung ương và các địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau. Lãnh đạo hai bộ thống nhất có 6 nhiệm vụ cần tập trung như sau. Một là các địa phương khẩn trương đánh giá, dự báo tình hình của địa phương mình, khảo sát để nắm bắt thật đúng về nhu cầu hàng hóa thiết yếu trên từng địa bàn các tỉnh thành phố. Cho nên là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn của các tỉnh thành phố cần tiếp tục xây dựng một kịch bản ở mức độ cao nhất, đó là vai trò nhà nước thể hiện rõ nhất trong việc cung ứng vô điều kiện những cái nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân. Nhiệm vụ thứ hai là chủ động kết nối cung cầu của từng địa phương với các cơ sở sản xuất, chế biến, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng, trước hết là từ trên địa bàn, sau đó là trong vùng và trong cả nước. Nhiệm vụ thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các ngành, kể cả ngành giao thông, y tế, công an và quân đội trên địa bàn để làm tốt việc lưu thông phân hóa, lưu thông phân phối hàng hóa giữa các tỉnh thành phố trong vùng và giữa các tỉnh thành phố trong vùng với cả nước. Nhiệm vụ thứ tư, đối với những vùng trồng rau củ quả hoặc là nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản đang bị đứt gãy chuỗi cung ứng lao động do cách ly phong tỏa thì cần phải báo cáo ngay về tổ công tác tiền phương của hai bộ để kịp thời có sự phối hợp giữa hai bộ với Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng sẽ huy động lực lượng quân đội tại chỗ, tức là tại cái địa phương đó hoặc có thể là ở vùng đó sẵn sàng giúp chúng ta. Nhiệm vụ thứ năm là lực lượng quản lý thị trường xử lý kịp thời tất cả những cái trường hợp mà vi phạm các quy định như là găm hàng, nâng giá, trục lợi, hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng. Nhiệm vụ thứ sáu là ở từng địa phương và tổ công tác tiền phương của hai bộ cần phải phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông để chúng ta cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, hàng tươi sống, rau củ quả và thuốc men cho người dân của 19 tỉnh. Thì tôi đề nghị là cái chế độ thông tin cần phải được duy trì hàng ngày và cần phải được giải tỏa một cách kịp thời để tuyệt đối không được xảy ra sự cố truyền thông.